Hello, xin chào mừng bạn đến với channel mình. Mình là HTTV đây. Trước khi vào video bạn nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký channel mình. Và nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả người trong team tối nha. Và bạn nào muốn nói chuyện hoặc chơi game cùng mình nhớ tham gia vào link Discord để mình để dưới phần mô tả đó. Và bạn nhớ đăng ký thêm kênh đặc biệt đội xin tối xem mình live stream và tất cả người trong team tối live stream nha. Ok, giờ thì bắt đầu vào video thôi. Hiện tại các bạn biết mình đang đi đâu không? Nope. Nhìn nước này là biết là gì? Kế bên nhà mình đó chính là mình sẽ đi vô trụ sở SCP. Lần này mình sẽ có một thứ rất là thú vị. Trong đây các bạn, toàn là đồ ngon không à. Wow. Mà chẳng có ai tìm xài chán ghê. Trong đây toàn là những người ta gọi là vật thí nghiệm ra, người ta những đồ thí nghiệm cao cấp không mà không ai thèm xuống đây thí nghiệm nữa. Lên giờ mình sẽ xin nhẹ cái chỗ này để mình thí nghiệm á bạn à. Trời đi vô các bạn ơi, đi vô. Đây rồi. Và bạn hỏi là đấy, các bạn đang muốn hỏi biết mình xuống đây làm gì không? Hôm nay mình sẽ chế ra một loại thuốc, đó chính là một loại thuốc sẽ biến những thứ mình chọi vô thành một cái cây gỗ bạn ơi. Lần này mình sẽ qua, mình sẽ chọi vô Vinh kia cho bà biết là một cái cục gỗ luôn, cho bà khỏi chứ chỉ đang cho bà khỏi quậy mình được. Mình có thể lấy kim cương, lấy bất cứ gì của bà khi bà sẽ biến thành cục gỗ các bạn à. Ok, vậy nha, từ đi thí nghiệm đó bạn ơi. Trời ơi, rồi để em muốn cách xác đó coi. Ok, cần thứ này rồi à, thí nghiệm à. Trời ơi bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã chế tạo xong cái lọ thuốc cây rồi. Đây các bạn xem đó, lọ thuốc cây à, thuốc cây. Lần này mình sẽ chọi vô người dưới kia đó cho bà khỏi à, chị ta bạo hóa thành cây luôn. Có à, dưới em rồi. Chết rồi. Mình đã chọi vô người mình à, khó chịu quá bạn ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Không xong rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời, cái tiếng này vậy? Mình nghe tiếng nổ phòng nào vậy? Thôi, ủa cái này vậy? Ủa trời, cái gì vậy? Ủa sao tay mình nhìn lại vậy? Ê, đừng nói là cái gì vậy? Sao mình chớ còn cái lọ thuốc đó nãy mình lỡ chạy cho người mình. Trời, cái gì vậy? Ủa, cái gì mà nhìn ngộ nghĩnh vậy? Lạ lùng vậy? Ê, alo. Nó nói cái gì mà nó xào xạc như tiếng gió vậy trời? Thì giờ sao đây? Ông lẽ giờ mình lỡ biến thành con nít rồi, tự nhiên mình lại tự chọi lọ thuốc vô. Nhưng mà khoan, mình phải biến thành cái gốc cây chứ, tự nhiên mình biến thành con này ông lấy mình pha chế thuốc rồi ta. Mày đâu ra vậy? Sao mày từ trong đây ra vậy? Ôi, thì bà chết rồi, bà về sao? Alo. Mơ xin. Ủa giờ mình hình như nó mới vừa cho mình kỹ năng nè các bạn. Wow. Ủa con này đâu ra vậy? Alo. Ôi ôi, thì có sao không trời, có sao không ta, không biết bà có mà làm gì mình nữa. Ôi. Ai chắc cô? Không tâm bắn. Đứng yên. Vậy. Mày có phải là SCP không ta? Nope. Ủa, mà bữa giờ chỗ mình làm gì có chỗ nào SCP mới? Mà chắc là ông đem về ông không báo. Đâu? Đây, đi theo tao. Dạ, đây. Nghe được không vậy? Alo. Nghe. Mày biết nói chuyện à. Ôi, đây. Thì dạ, bà có nghe được tiếng mình đó bạn. Đi. Đi xuống kia vô trường. Ủa gì? Ủa? Vậy là SCP mà không được đi đâu. Mày đi ông đây. Đâu? Dạ, chị ta không, tôi... À con ông có gì đó, con hiền lắm. Ông có con phải... mày hiền trời. Nhìn cái mặt mày ngu đần đần ở tao biết mày hiền hay không đây. Mặt ngu gì, mắt nè nhìn dễ thương thấy mồ luôn. Cái đầu gì đó, đầu rong đầu rêu. Nhưng mà nhìn cũng chắc cũng không có hại đâu ha. Không có hại, con đâu có hại đâu. Giờ sao bạn ơi, bạn nói mình thôi chắc là con phải là SCP đâu, con là thần rừng á, thần. What? Thần rừng. Thần rừng đâu vô đây? Con đi lạc, con là con của thần rừng á. Con đi lạc vô đây á. Dụ bạn ơi, dụ bà. Đừng để cho bà. Đi đâu vậy? Cái này chắc là mình phải gọi cho tổ chức coi thử có đúng hay không à. Chứ mày nói chắc tao cũng chắc cũng không tin đâu. Nít dạo này nó xạo lắm. Con là thần rừng nè, thấy cây cỏ không ạ? Cái cây cỏ thì con STB nào mà chẳng có. Đây cây cỏ, các bạn nói mình nghe coi chạy. Bây giờ dù mày là động vật gì cũng là mày cũng được đặt vô danh sách lại gọi là quý hiếm. Danh sách đỏ. Ok. Con là thần rừng phải bảo vệ. Con là thần rừng đó. Tin con đi. Trời ơi. Tin được chưa? Ôi, thần rừng ăn chanh không? Không, con ăn thực gì ta, thực vật.
toán động vật à? Thần rừng gì mà không có sắc xanh vậy? Ở đâu sẽ xanh? Thần rừng thì ăn thịt đó. Thần rừng tôi nghĩ là phải ăn chay, ăn lá chứ, ăn trái cây chứ. Con ăn côn trùng hả? Không, con gì ta gọi là cái ăn bọt cạp sấy khô hay là cháo cháo? Không, con hấp gì ta, hấp thụ năng lượng mặt trời với uống nước. Uống nước không hả? Rồi đứng yên. Trời. Tôi mua lấy nước cho cậu uống. Uống cái gì vậy? Chờ bà tin. Uống soda. Nóng được. Uống hơi có gà đấy. Nước suối hả? Nước tinh khiết, không phải là cái đó. Rồi. Bây giờ muốn uống nước tinh khiết đó không? Đi ra đây, nhìn nè, nhìn ra kính nè. Trời, đi thẳng bị chảy về phải lên núi. À, trên đó có nước tinh khiết, còn này kia có nước ngọt. Còn nước đâu, có okay. Nước suối không? Có nước tinh khiết, vô đây. Trời. Nước cóc, nước bồn cầu. Trời, cái gì nước đó dơ lắm. Không, nước này sạch. À, chỗ này nước này được này mát nè. Ừ. Trời, mình đã quá thành cái cây luôn các bạn ơi. Trời ơi, nhưng mà mấy kỹ năng này như nãy. Ôi trời ơi, bố ơi, ba má ơi. Trời, một cái. Hình như cái này là độc các bạn ơi. Bum 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 bum. U ghê. Trời ơi. Thôi được. Trời, lấy nước lạnh cho uống nè, uống nước lạnh đi. Ồ, có luôn. Chai nước. Ồ rồi. Đỡ khát. Đỡ cô ơi, cảm ơn cô nhiều. Nhưng mà khi con lớn lên đó, con có thể hóa thành thần rừng, có giúp cho cây cỏ mọc lên tầm luôn, và có cái rất nhiều sức mạnh khác nhau luôn. Cô có cách nào cho con lớn lên không? Nếu như mà để cải thiện cho việc bảo vệ môi trường thì chắc chắn cô sẽ giúp con. Đi vô đây. Giờ môi trường dạo này ô nhiễm lắm con. Đúng giờ rồi, có con thì con càng cốt. Ừ. Đó. Cô có quậy phá không? Không. À đâu quậy phá? Chỉ có thằng quậy phá thôi, hay đốt nhà, đốt rừng thôi. Ai vậy? Thằng đầu xanh màu đỏ. Gì đầu xanh màu đỏ? Ủa, chắc chắn bà nói mình luôn bạn ơi, chắc nó chắc cái rắn luôn. Còn thằng đầu xanh màu đỏ nha. Trời ơi. Dạ, ô. Vô đây chi con? Vô đây. Vô chi? Vô đó đi. Ủa, cô làm gì? Cô nhốt con lại hả? Ừ. Đúng rồi. Dạ, cô cũng là người xấu hả? Cô nhốt con lại, cô thí nghiệm hả? Vậy? Giờ muốn người xấu không? Muốn bảo vệ môi trường không? À, muốn. Muốn thì dâm đó. Cái hồi một hồi tôi nhúng cái đầu xuống mồm quào giờ. Trời. Nhưng mà bà, ông lẽ bà định tiến hóa mình lên thiệt, nhưng mà bà làm cách nào? Ê, con có ơi. Có cách nào? Gì vậy con? Vâng. Lấy chai nước uống đỡ, coi chừng vô đó mất nước. Rồi. Giờ mình cần uống nước để hấp thụ. Mà giờ sao mình cô sẽ gọi là tiêm tăng trưởng. Tăng cái gì? Tăng trưởng. Dinh dưỡng là cây héo luôn. Ừ. Sorry. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3. Ôi, cái gì vậy? Ê, hình như bà cho khí độc vô hay sao vậy trời? Sao mình... Đó, không có khí độc đâu. Con, yên tâm. Ờ, khó chịu quá bạn ơi. Ôi, gì vậy? Hình như mình giống mình trở về bình thường đó bạn ơi. Ôi, gì khác hơn kể. Hình như mình... Trời ơi, từ cái cây gốc xíu giờ mình trở thành một cái cây cổ thụ mà trời. Ê, không. Gì vậy? Con nha, đứng yên. Ủa, vụ gì vậy? Bà định làm đây. Trò gì vậy bạn? Đứng dưới này. Ê, gì vậy? Làm gì vậy? Nè, bức. Ê, gì vậy? Bông nè con. Ủa, bức từ chân con ra cái bông luôn. Cái gì trời, cái chân. Mình là cái cây luôn hả bạn ơi, trời. Trời, bông này sao giả đó, trời. Nhưng mà mình có mấy chiêu gì đấy bạn? À, cái này là gì đây? Từ để mình xem. Giờ đi xuống. Đi xuống hả? À. Giờ đi đảo. Ui rồi. Giờ đi ra để coi thử con lớn con có gì rồi. Trời ơi, con có vài thứ thú vị nè, để coi test thử coi. Con có vài thứ thú vị nè, không biết này là gì đây. Trời ơi, ấy da, trời đáp. Ấy da. Trời ơi. Ui da, trời ơi. Trời ơi. Ê, đừng cứ thử lên coi cái này cho nè. Ủa, sao đây nhà nguyên nuôi bò hả ta? Đây, đàn bò để con test. Chơi với con. Đèn hồi này có nguy mà. Đâu cho mình coi thử cái chiêu này chiêu gì đây. Bùm. Quá đã. Bùm. Wow. Mấy con bò con. Trời ơi. Chơi luôn con. Phá hết. Chèo lên được. Chèo lên được luôn nè. Ôi nó chẳng khác gì con đá luôn á. Con mấy con bên kia kìa. Con thử test mấy kêu còn lại coi. Chiêu này chiêu gì đây. Bùm. Nhện. Nhện. Trời ơi. Bả bị nhện đập khang dí các bạn ơi. Trời. Nhưng mà lần này bữa ông Huy giờ mình sẽ cho nóng luôn. Dạ. Sẵn tiền cho nóng luôn á bạn ạ.
Hóa đá, hóa đá, hóa đá. Bạn bò chơi xa quá bạn ơi. Mình sẽ khử nó luôn. Bum bum bum. Bum bum. Đó trời, rồi trời chết luôn. Ơi, ở ngoài kia có cái thằng nào nó giết cô kìa. Bum 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 bum. Trời ơi. Gì vậy? Ôi, trời ơi, mấy mình nhảy dí các bạn ơi. Bum 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 bum. Giờ nào ông ơi về ông sẽ thấy cái chỗ này à, trời ơi. Bum này. Tấn công. Ê, đừng có chạy, đừng có chạy, chết rồi, chết rồi. Ờ thôi thôi thôi. Sao bị đấy? Ôi trời. Lỡ nhầm dùng chiêu rồi. Bum ấy. Thôi bà chuẩn cứ tỏi luôn các bạn ơi. Trời ơi. Ghê ghê ghê. Nhưng mà bả pon ở đâu ta? À bên đây nè. Trời ơi, chỗ đó nguy hiểm lắm. Đừng có quay lại chỗ đó nữa. Trời ơi, bả quay lại chỗ này bà đấu với mang nhện hoài luôn á. Trời chỗ kia có cái thằng kia nó giết cô rồi con. Ra chữ đó. Đâu 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 thằng nào vậy? Ra xem ơi. Ủa. Thằng nào ở đâu vậy con? Đây 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 đây. Đâu vậy? Quỷ nhện này. Bên đây nè, hướng nhà ông đầu xanh hồi nãy á. Trời ơi. Bà dẫn đi đâu trời. Đâu hướng đầu xanh nãy nào ông nào. Trời 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 nó kìa con. Đâu đâu. À đây rồi. Ý. Tấn công. Tấn công. Đó. Nhện hoài vậy. Đóng băng. Ý. Đông đá mấy con nhện này. Con. Rồi 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 rồi. Rồi một con. Con này luôn. Đó. Trời ơi. Cái làng mình giờ loạn hết rồi. À. Thôi. Trời con còn cái chiêu nào khác nữa ngoài trừ con nhện nó ra không? Nè, ra như ta chiêu hóa đá nè, rồi chiêu đọc nè, bùm. Trời ơi, đừng có chọi nữa trời. Ôi vậy chiêu đó đó hả? Nhưng mà như con vẫn còn như à, để mình nghĩ coi bạn cái nào dù bả. À, con là thần rừng á, con có cách nào mà cô cho con đột biến lên mà gọi là thần siêu nhanh cấp không? Để, nhanh nhanh để thành thần rừng luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhanh dù bả bạn ơi, dù bả nhanh. Ok con luôn. Có gì con? Có luôn, u. Đi 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 đi. Vô đây vô đây. Cô chế thuốc này cô cho con chơi. Con trời uống ơi. Thử. Chế thuốc luôn à. Đâu giờ cố gắng đi 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 dụ bả mới được. Đồ ôi suốt đi lên. Wow. Trời cô nhanh làm nhanh đi để con còn bảo vệ môi trường nữa. Môi trường không khí nó bị ngộ độc. Ừ ô nhiễm hết rồi. Ô nhiễm chứ ngộ độc gì con. Đúng rồi, nên pha chế nhanh đi cho con màu biến thành siêu cắt để con xử cô nè. Ôi ôi. Đâu rồi, lòng chim anh Bủ nè. Lòng chim anh Bủ á, trời anh Bủ mình nhớ là ốc mà ta. Ốc anh Bủ làm gì có lòng chim anh Bủ các bạn. Ủa, bà kiếm đâu mà cái đó vậy? Vỏ cây bạch tạng. Vỏ cây bạch tạng. Nghe lạ. Đâu để coi chế rồi. Sần hưu. Trời ơi, từ đâu quá. Trời ơi, sần hưu bả chắc. Okay. Sần của loại bả luôn kìa. Đây. Đâu, co. Giận đứng vô cái chụp cục đó đi. Rồi. Ra ngửi nha con. Ê. Ngửi mình đi. Thôi, nữa hả? Mình lại, trời, mình lại dính thuốc nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi, khó chịu quá à. Ê, khó chịu thiệt luôn á. Trời ơi. Trời. Bạn ơi, giờ mình trở thành thần rừng được nè. Giờ thì. Rồi, giờ con đã trở thành thần rừng rồi. Nhưng mà giờ con phải có một cái nhiệm vụ. Trong đầu con nhận được một cái nhiệm vụ các bạn ha. Cô ơi. Cái gì? Nhiệm vụ gì? Đây, con đã nhận được cái nhiệm vụ đó là phải tiêu diệt loài người vì đó là cái... Cái đó rồi. Rồi, lại đâu rồi, bắt đầu rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ủa, sao vậy? Trên đó có cái gì vậy? Gì vậy, gì vậy? Tiêu diệt loài người vì loài người chặt cây phá lên. Nên giờ phải tiêu diệt. Ủa trên đây có thằng nào vậy? Ây à. Trời ơi, bả giăng đâu rồi trời. Ủa. Trời cái gì vậy? Vậy vậy tự nhiên tiêu diệt mọi người là sao? Ây trời 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 trời. Giờ để mày ơi. Bùm. Tỉa tên. Ây da. Trời ơi trời ơi trời ơi bả bị dính nè. Nhưng mà giờ như mình nhớ bả khá là. Trời ơi ngủm luôn. Trời ơi. Hình như mình nghe nói bả khá là sợ nhện. Ê vậy. Ê gì. Rết rết. Ê khoan khoan khoan. Ây da, đứt rồi, kẹt. Ây, dạ. Thằng quái, ây da. Cắn đi, cắn đi. Mấy con run. Trời, ấy bà lại chạy nữa rồi, cho bà thoát ra nhanh vậy. Dinh Ki, chạy đâu vậy, tôi nè, tôi Hachi nè, trời, đứng lại. Tôi nè, nè, ơi, tôi biết ông. Đứng lại coi, trời ơi, hôm nay được làm thần rừng, nãy nghe tôi định cầm cái lọ này qua cho anh bà, mà không ngờ bà dám kiếm tới tôi. Ở dưới phòng thí nghiệm đó, chết nè. Ây, ây da. Ê, cái thằng cơ hồ cắt đảng, mất
Dạ kia ơi, số phòng thí nghiệm của SCP của tụi ta xong rồi mày nói gì vậy? Hả? Nói ăn nói hồ đồ. Tại do cái phòng thí nghiệm có ai dùng đâu. Ai biểu bà xuống làm cái phòng thí nghiệm đó của chính phủ nha. Ủa, ông có quyền vô hả? Đó, nó nằm trong làng có quyền. Nhanh, đi với bà bùm. Trời. Ê dạ. Sọt nè. Đứng lại coi. Ê sọt, trời ơi. Đâu, đâu ngu. Rồi. Đâu ngu. Lóc xoay, để coi bà trốn đâu mày ơi. Trời ơi, bảo tố nè. Bùm. Cảm ơn. Ồ, lắc luôn mình trâu quá trời, lóc thấy ủa bà đâu rồi. Alo. Trời ơi. Rồi, bà trốn trên đó luôn rồi. Giờ có cách nào để cho mình gì ta? Này. Ủa. Trời không được bạn ơi. Trời, ủa giờ bà trốn đó giờ sao ta? Để mình xem coi. Lơ, bạn lên được không? Ấy dạ. Tẻ. Trời ơi. Xả mũi tên lên. Sorry nha, mình đi chỗ khác rồi. Ê, gì vậy? Bả đâu vậy? Mình thấy bả bên kia kìa. Trời ơi. Giờ sao ta? Sao? Làm vậy nha. Bạn thần rừng. Ê, bạn thần rừng chứ sao bạn ngu vậy? Ôi, cái gì chứ giờ mình không có kỹ năng nào mà dẹn đeo lên trên đó luôn á. Ôi, giờ sao vậy trời? Giờ sao bạn ơi, trời ơi, bả trốn trên đó rồi. Bả leo lên tuốt trên kia luôn, có cái gì nào ta? Nè, hả chị? Xuống dưới. Không tới bạn ơi. Không tới. Không tới con ơi, con cười miếng à. Trời ơi. Mà tôi biết cái kèo của ông rồi, đằng nào tôi cũng canh hết á. Nè. Xuống đây nhanh. Lên, đấu gấu. Trời đấu ơi, cay thiệt các bạn ơi. Bạn nè, ông đánh rồi. Tôi được, tôi cũng đánh ông được nha. Ông nhớ đó, có ngày tôi báo chù ông nè. Nè, để tôi xuống cho, để tôi xuống nè. Xuống đây. Ê, ai, bà bay kéo bà ép. Đứng lại coi. Bà bay. Trời ơi. Bực mình chứ. Miệng chứ. Chết nè, cái con quỷ này. Rồi, bà bay luôn rồi bạn ơi. Thôi, được rồi, thôi video mình thấy em đã già rồi. Thì mình xin cảm ơn bạn thôi video mình nói. Nếu như bạn nào thích video này, nhớ like, share, sẽ đăng ký channel mình. Và nhớ ủng hộ cho mình nha. Và nhớ qua đăng ký tất cả người trong team tối nha bạn nha. Bye bye bạn, chúc bạn ngày tốt lành.